Hello, xin chào mọi người. Đa phần mọi người khi mà sử dụng nước hoa hay tinh dầu nước hoa thì sẽ chọn mùi hương theo phong cách hoặc là theo mùa. Tuy nhiên là trong khoảng 2 năm trở lại đây thì việc lựa chọn mùi hương thơm nước hoa theo độ tuổi cũng được rất nhiều người để ý đến nha. Chính vì vậy thì trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách chọn hương thơm nước hoa theo độ tuổi nha. Đầu tiên là với độ tuổi từ khoảng 18 đến 25 thì đây là một độ tuổi trẻ trung và năng động. Độ tuổi này là hãy nên dùng những mùi hương mà thể hiện được sự thanh xuân, sự tươi mới và năng động như là Mid by Jubilee, Don by Jubilee hoặc là Sexy Girl by Jubilee. Và thứ hai là độ tuổi từ khoảng từ 26 tuổi đến 40 tuổi ấy, thì đây là một độ tuổi khá là năng động nhưng mà không kém phần trầm tư. Độ tuổi này thì sẽ ưa thích mùi hương mà thể hiện sự thanh lịch tinh tế hơn như là mùi hương Good Girl by Jubilee hoặc là Lee Jubilee nha. Và độ tuổi cuối cùng là độ tuổi từ khoảng 41 tuổi trở lên, thì đây là độ tuổi mà đã trong mức độ chín trưởng thành hơn so với những cái độ tuổi trên rồi. Thì độ tuổi này là những người mà khá là thành đạt và có sự trải nghiệm về, nói chung là kinh nghiệm sống thì sẽ hơn những cái độ tuổi trên ấy, nên là sẽ ưa thích những cái sự cổ điển hơn. Thì độ tuổi này sẽ phù hợp những mùi hương như là Coco by Jubilee hoặc là Live F by Jubilee. Thì hy vọng là qua video này mọi người sẽ chọn được mùi hương phù hợp theo độ tuổi của mình nha. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Xin chào.